Cái phương pháp mà niệm Phật lễ Phật này giúp cho chúng ta rất là tỉnh táo và sáng suốt, quý vị. Nếu ai mà áp dụng mà cả đời của mình, vừa sức khỏe vừa sáng suốt là chắc chắn. Cũng như những đức để ý, những thời 12 giờ khuya đâu phải dễ thức đâu. Như vậy mà chỉ có áp dụng phương pháp lễ Phật này, và những đức hỏi nhiều người, nếu như mà đi kinh hành thì đạt bằng không? Họ nói không. Tại vì họ cũng đã dùng cái cách đi kinh hành để tu, nhưng mà không tỉnh bằng phương pháp lễ Phật. Nên phương pháp lễ Phật này rất là tỉnh táo. Và thêm cái nữa là khi mình lễ Phật xong mình thấy rất là sảng khoái. Mình nhớ kỹ nghe. Tại vì quý vị tụng trong kinh Vô Lượng Thọ, quý vị để ý có một chương kinh, đó là khi Đức Phật mà gọi tôn giả A Nan mà hướng về phương Tây để đảnh lễ ba lại. Tại vì lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói về thế giới cực lạc. Hỏi chúng thì chưa thấy thế giới cực lạc, trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngài gọi tôn giả A Nan đảnh lễ về phương Tây ba lại. Và Đức Thích Ca Mâu Ni ngài dùng thần lực của ngài gia trì, nên tôn giả A Nan và toàn thể đại chúng trong pháp hội thấy thế giới cực lạc, nghĩa là thấy Đức Phật A Di Đà rất là lớn và hàng thánh chúng rất đẹp và cái quốc độ cực lạc rất là trang nghiêm. Và lúc đó Đức Phật A Di Đà ngài phóng quang, có nghĩa là ngài phóng quang là bao trùm hết tất cả quốc độ của 10 phương chư Phật. Nên Đức Phật A Di Đà còn một danh hiệu là Đức Phật Vô Lượng Quang. Ngài phóng quang bao trùm hết tất cả quốc độ của 10 phương chư Phật luôn. Và tất cả chư Phật đều nằm trong quang minh đó luôn. Tại vì Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang, nên bao trùm luôn quang minh của chư Phật khác. Có nghĩa là chư Phật mà còn quang minh bao trùm không chỉ là Bồ Tát và Bậc A-la-hán. Và lúc mà quang minh phổ chiếu đó đó, thì trong đại chúng thấy rõ ràng là khi quang minh này chạm đến người tật nguyền thì người tật nguyền lành lặn, chạm đến người mù thì người mù sáng mắt. Tụng kinh Vô Lượng Thọ phải rõ ràng không đó. Và tất cả những chúng sanh từ bò bay mái cửa và chắc tất cả những loài ruồi muỗi kiến gián đều được nhờ hết, và chúng sanh trong tam đồ ác đạo tức khắc dừng khổ. Vậy thì mỗi ngày chúng ta lễ Phật, quý vị tụng cái chương kinh mà lễ Phật hiện ánh sáng á. Khi mình lễ Phật là ánh sáng trí tuệ mình phát sáng. Chắc chắn rằng dùng phương pháp niệm Phật lễ Phật này, cả đời là con người sẽ có sức khỏe và sáng suốt. Nên những đức thấy nhiều người già lễ Phật rất minh mẫn, tỉnh táo sáng suốt. Vì khi mình niệm danh hiệu Đức Phật Vô Lượng Quang, thì khi mình lễ Đức Phật A Di Đà, tức khắc ánh sáng quang minh từ trí tuệ của mình phát sinh. Nên khi mình lễ Phật xong người mình nó sảng khoái lắm. Có nghĩa là phải kiên nhẫn từ từ, chứ không phải là mới lễ mấy bữa đầu là đòi hỏi liền. Đấy không? Phải lễ từ từ, từ từ, từ từ, siêng năng rồi mới cảm giác sự an lạc khi niệm Phật lễ Phật. Quý vị coi bây giờ cái đạo tràng trên không trung chúng ta, quý vị nhìn lên cái màn hình, quý vị thấy không? Nhiều người điện thoại nhỏ quá thì nhìn thấy không rõ. Chứ nếu như cái tivi, quý vị thấy không? Nhìn nheo nhóc người ta hết. Từng đạo tràng, từng đạo tràng, từng đạo tràng. Nheo nhóc đạo tràng hết. Cái giờ này thôi là một mà riêng mà ba cái đạo tràng room mình thôi, và một cái trực tiếp và dưới cái Facebook gì đó, thì bị biết rằng là hơn 2.000 gia đình đang tu chung. Kinh khủng không? Hơn 2.000 gia đình, mà hơn 2.000 gia đình này, mà gia đình ba người, hai người, có gia đình diệu thắm mà nguyên nhóm người thế này lạ lạ nữa. Nó chắc bà con dòng họ gì chồm sớm vô tu luôn là không đơn giản. Thấy chưa, có mấy chú đồ lễ Phật dữ dằn. Từ nơi đó là đặc biệt lắm nghe. Nay nay có mấy chú đồ thấy là trước lạ sau quen, vô lễ Phật là thấy được. Không? Nên là tại vì khi lễ Phật thì những đức thấy gia đình diệu thắm, thì hai vợ chồng với đứa gái lễ. Nhỏ này thấy nhiều bạn đồng tu lạ lạ, các bạn xem mới
Chúc gia đình được sức khỏe bình an ha. Về cố gắng tiếp tục niệm Phật lễ Phật nữa. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là cái phương pháp niệm Phật lễ Phật này nó đặc biệt lắm. Đó. Cái áp dụng đi, buồn buồn lễ Phật hết buồn. Mà ngộ lắm nghe. Mà lễ với lễ chậm mà không? Lễ mà hét la quá cũng không nên. Nó cũng mệt chứ không phải chuyện giỡn chứ. Đó. Mà khi lễ Phật mà con mắt mở to quá nó cũng mỏi. Tại mắt mở to quá thì cứ khi mình mỏi mình nhìn giáo giác, đó gọi là vọng tưởng. Khi lễ Phật con mắt hiếp hiếp lại một chút. Giống như sức con người mình là giác 50 kg, mình giác không 45 kg thì con người mình giác hoài nó cũng không mệt. Như con mắt của mình mà nếu lúc nào nó cũng mở gì hoài thì nó chút nó căng thẳng thần kinh. Nên khi mình lễ Phật con mắt mình hiếp hiếp gì nè, giống như nó say sưa trong câu Phật hiệu. Vậy mà khi mình lễ xong con người mình năng lượng tích tụ đầy dữ dằn. Quý vị nhớ nè, con người mình hàng ngày có làm nhiều nhưng mà năng lượng hao chỉ có 5%. Còn con người mà vọng tưởng buồn phiền sân si là hao 95%. Thì vì biết rằng nếu con người chúng ta mỗi ngày mà nghĩ thiện thì nó tích tụ 95%. Thì giống như bây giờ cái bóng đèn mà đủ điện là nó sáng liền. Còn nếu như bóng đèn mà nó thiếu điện là nó giật mà nó cúp điện là tắt queo. Nên con người mình mà niệm Phật lễ Phật là nó tích tụ năng lượng. Mà khi tích tụ năng lượng rồi nó sáng, đầu óc nó sáng. Mà khi đầu óc nó sáng rồi nó đụng chuyện này chuyện kia nó giải quyết rất mau. Nó giải quyết rất là mau. Thí dụ như con người mà tích tụ năng lượng đầy đi, con người mình nó dịu tâm, nó hiền đi, nó từ bi đi, năng lượng đầy đi. Người ta lỡ người ta chửi mình cái, mình nhìn ra cái sao đó. Còn nếu như mà mình không đủ năng lượng, nó chửi mình chửi lại. Hai thằng chửi nhau, cuối cùng hai thằng quýnh nhau. Khi mà hai thằng đã quýnh nhau rồi thì hai thằng bể đầu chảy máu chứ sao, thấy không? Nó nên từ nơi đó mà khi mình có năng lượng mình mới nhịn được. Mà khi vợ chồng sống với nhau mà niệm Phật mà có năng lượng đó, thí dụ như bà vợ đó bà sân si với mình tránh đi chỗ khác là thấy gia đình mình yên rồi. Còn bữa đó ông chồng đi nhậu về mà ông rầy rà, ông nói này nói kia, mình tránh chỗ khác liền. Mình biết bữa nay ông này nhậu về cứ thấy nó cũng rầy rà, thấy không? Bắt đầu mình chuẩn bị mâm đồ ăn cho ông, mâm cơm đồ đàng hoàng cho ông hết, mời anh ăn cơm, thấy chưa? Đủ năng lượng mời anh ăn cơm liền cũng nói chứ á. Nó rồi xong thay đồ đi, em giặt đồ đồ cho. Chỉ cần như vậy thôi là gia đình yên ấm đi. Nó, còn gặp mà ổng về mà ổng rầy rà, ổng nói này nói kia nói nọ, mình cứ lại là gia đình mình tan nát, có chuyện xảy ra. Giống như có cái bà đó bà nói, phải chi con mà biết thầy sớm là con đâu có bị hư cái tivi. Ủa sao kỳ vậy? Biết thầy trước mà không bị hư tivi là sao? Nói là hồi đó con chưa có niệm Phật, con sân si dữ lắm. Rồi xong rồi chồng con đi nhậu về, rồi ổng bực bội, ổng sân si, ổng la lối lên, ổng đòi đập tivi. Rồi xong con kêu ổng, ông ngon đập đi. Cái ổng đúng cái ổng chưa có đập, nhưng mà con tức, con nói là ông ngon đập đi. Cái ổng tức quá, bây giờ vợ nó thách không lẽ mình không đập. Không đập thì không đáng mặt đàn ông, mà đập thì giờ tiếc cái tivi. Cái đó bà nói thêm tiếng nó ngon đập đi, đập chứ khỏi coi. Ông nó lúc đó kiềm chế không được, tức quá đập tivi. Khi đập tivi xong rồi thì bắt đầu là ngày mai sáng mai hối hận vô cùng vì tức mà đập tivi, thấy không? Quý vị biết cái người phụ nữ quan trọng, thấy chưa? Đàn ông thì người ta phải nóng giận nhưng mấy bà phải nhịn. Nhịn thì nó yên nhà, yên gia đình. Còn mà người ta đã nóng lên mấy bà còn châm dầu vào lửa thì nó quay bánh nhà chứ sao bây giờ. Nên mấy bà mà niệm Phật là mấy bà hiền, không nói dòng do. Niệm Phật là nhịn nhẫn giết rồi hiền rồi vui vẻ giết, mấy bà đẹp luôn. Còn bây giờ mấy bà mà sân si giết, mấy bà mặt mày mụn không, xấu quắc. Chứ sao bây giờ. Nên từ nơi nó mà bây giờ mà nó mà vui vẻ hoan hỷ thì tự nhiên người sáng sủa lên. Nói, chứ ai mà nói sân si mà sáng không, mà người ta thấy sân si là người ta sợ mình luôn á. Nên cái mưu pháp niệm Phật lễ Phật nó hiện ánh sáng. Mà ánh sáng đó là ánh sáng cái trí tuệ mình phát sinh. Mà cái trí tuệ nó phát sinh rồi là nó giải quyết rất nhiều vấn đề rắc rối. Nhớ. Nếu không mà nó rắc rối là nó như màn lưới vậy đó. Sở mới ra, càng sở càng rối à. Nhưng mà cái phương pháp niệm Phật lễ Phật này nó sở ra. Nó lạ như vậy đó. Nó, nên ai mà lễ Phật một lần mà nghe gì rồi, thử lễ 2 tháng đi rồi sẽ biết. Lễ xuyên suốt 2 tháng sẽ thấy cái cảm giác tuyệt vời lắm. Mà nhức sống hết nghe. Nhức mỏi hết á. Không có chuyện giỡn đâu. Nó đây là người ta lo bao nhiêu người già biết mà. Bao nhiêu người già mà không uống thuốc là không đơn giản đâu.
lễ Phật không mà khỏe đó. Đó, niệm Phật lễ Phật không mà khỏe. Đó, quý vị nhớ rằng khi buồn phiền khó chịu nặng nề công việc này kia, lễ Phật cho trong vòng một thời 40 phút này thôi, đầu óc dịu liền. Hay như vậy đó. Mà quý vị nhớ lễ cái môn mà xá xuống hay lắm. Xá chậm chậm á nghe. Xá chậm chậm á. Tại vì mình xá từ 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 xuống vậy đi. Máu nó bơm lên não mình đó, cái não mình nó cũng mát mẻ, giống như nó được ấm áp vậy. Còn con người mình mà nếu mà bây giờ mà mình không có phương pháp gì để tu tập, để dưỡng tâm mình là thất bại, nguy hiểm dữ lắm. Nên từ nơi đó mà phương pháp lễ Phật phải xá từ từ xuống, thấy không? Rồi khi mà đứng hai cái tay chống nghe, kéo ra phía sau đi, xương sống mình nó giãn. Cái phương pháp lễ Phật này là lễ Phật chuyển hóa tế bào ung thư luôn á, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Lễ Phật rất là khỏe, nó rồi cứ giúp cho đầu óc mình sáng suốt, rồi là lễ Phật hiện ánh sáng, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Đó. Nên bao nhiêu cái gia đình này mà đang tu tập gì đặc biệt lắm, mấy đứa con nít này lễ Phật nó thông minh cho mà thấy. Ừ, đứa nít này lễ Phật là rất thông minh. Những đứa thấy nhiều đứa nhỏ nhỏ này giống như gì Bình Định mình gì ha, Ai Với Đà Phật á, mấy cái thà đứa bằng áo vàng vàng, nó nhỏ nhỏ gì đó mà người ta lễ Phật được là hay lắm, chứ không phải giỡn đâu. Nên lễ Phật giết đi con, rồi thông minh các con. Con trai mà không đẹp trai bây giờ có duyên cũng nhiều nữa. Tại vì lễ Phật giết, niệm Phật nó có duyên. Lạ lắm. Ừ. Nên con nít mà biết tu tập là hay lắm á. Mà giết niệm Phật lễ Phật chứ nó hiếu với cha mẹ luôn. Mà niệm Phật lễ Phật giết tự nhiên nó hạ mình, nó không có kiêu ngạo. Mà con người mà nếu mà hạ mình mà không kiêu ngạo mới làm việc lớn nghe. Chứ con người mà kiêu ngạo ngã mạn là mình thất bại đó. Nên mấy đứa nít này còn nhỏ nhỏ mà đi học về mà tối mà lễ Phật với gia đình là nó hạnh phúc dữ lắm. Giết rồi mấy đứa nhỏ này nó hiếu thảo với cha mẹ dữ lắm nè. Đâu dám bắt hiếu cha mẹ đâu. Niệm Phật lễ Phật mà bắt hiếu cha mẹ sao được. Đó, nên từ nơi đó mà cả gia đình mà biết tu, quá hay. Nên mình mà cái bây giờ cái đạo tràng trên không trung này mà tu gì nghe. Mỗi lần bà con dòng họ, anh chị em mà đến nhà là kêu vô lễ Phật. Chỉ họ lễ Phật liền. Nó giống như bà Diệu Thấm rủ cả gia đình tu. Chắc gia đình chứ gì. Từ nơi đó mà rủ cả gia đình tu luôn, ghê chưa. Nó ở nhà mấy ngày tu mấy ngày liền. Bữa nay chuyến này đến nhà bà Diệu Thấm đâu mà nắm được phương pháp tu luôn á. Gặp ông này nói chuyện đâu vui dữ người ta. Nó tự nhiên nó kết ra được, nó giơ tay lia lịa cho thấy chưa. Này chắc bạn sen mới mẻ quá. Cố gắng lên. Ừ, phải vui vẻ. Tại nó một nụ cười 10 thang thuốc bổ nghe. Ai mà không cười là cuộc đời sẽ lỗ. Mỗi ngày niệm Phật là có nụ cười à. Như những đức mà nói miệng rộng thì cười thì miệng rộng, miệng nhỏ cười miệng nhỏ, cứ sao cười là có duyên gì à. Nó ngộ vậy đó. Ừ. Nên con người sống phải có nụ cười, có niềm vui. Mà đã có niềm vui là ta nhìn mình là thấy thương liền, thấy mến, thấy kết liền. Nên ví dụ như mà gọi tới gia đình mà Diệu Thấm mà đưa tay lia lịa chân là thấy kết rồi đó. Nên đó là cái đặc biệt chứ không phải chuyện giỡn các quý vị. Không. Đó là ấn tượng đặc biệt. Bởi vì thì tức đó là tại nhà mà tu là độ người thân cho mà thấy. Kiểu mà khi người ta kêu đi chùa kia ta chưa chắc đi nghe. Mà lỡ nhà mình á, lỡ nhà thấy lễ Phật lễ theo á, nó mà lễ xong mà khỏe người ta phái luôn chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Nó, mấy ông chú bạn áo thun xanh xanh á, đòn Diệu Thấm mà lại giết vì ông đẹp trai giờ thấy. Về lại Phật tiếp tục. Hiểu không? Nó về lễ Phật đi, sẽ sáng sủa dữ lắm này chứ không có chuyện giỡn đâu. Giờ cả cái đạo tràng nó không chung người ta thấy chưa. Nhìn nheo nhóc gia đình mà tu thật sự mừng quý vị. Bởi vì những đứa tu không thấy mệt đâu. Giờ tu suốt luôn á. Nghĩa là những đứa tu mấy thợ vì cứ tu thấy mấy thợ. Còn mệt thì thôi nghe chứ đừng có theo gán đi làm là không nổi vậy, đâu thừa mà không mệt lắm. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà cứ cái phương pháp tu tập này cứ duy trì vậy là quá đặc biệt rồi. Từng gia đình tu vừa hồi hướng cầu an cho tất cả con người còn sống được bình an và cầu siêu cho tất cả người mắc được siêu thoát. Trong đó có thăng bằng quyến thuộc của quyền thất tổ của chúng ta luôn. Tại gia đình của mình. Tu giết rồi quý vị sẽ thấy lợi ích lớn dữ lắm nè. Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà